tạp chí xã hội. Ukraine là nơi sinh sống của khoảng 7.000 kiều dân Việt Nam, chủ yếu tập trung tại ba thành phố lớn như Kiev, Kharkov và Odessa. Từ khi chiến tranh nổ ra, cũng như hàng triệu người sống ở tại Ukraine, kiều dân Việt phải di tản đến các quốc gia lân cận, chủ yếu là Ba Lan. Trước cảnh chạy nạn khó khăn của đồng hương, cộng đồng người Việt tại Ba Lan tích cực trợ giúp. Từ hơn một tuần qua, trang mạng của cộng đồng người Việt tại Ba Lan với hơn 40.000 thành viên chưa bao giờ lại sôi động đến thế. Mọi người trong nhóm trở nên quen thuộc với những dòng tin ngắn gọn như đội xe đón người từ cửa khẩu Kokova, 25 phút nữa sẽ có mặt, hai xe đón được 10 người, ai cần ra xe nhé, hay một tin khác thông báo. Nhà tôi giờ lại có hai phòng trống vì các bạn kia lên đường rồi, chỉ còn một gia đình ở thôi, vậy là có thể nhận thêm hai gia đình có con nhỏ nhé. Hay một tin nhắn khác. Trưa mai, cần 2 đến 3 bạn tình nguyện chở hàng cứu trợ lên biên giới. Và cả những thông báo, tin nhắn cứu trợ của người Việt từ Ukraine như trường hợp của gia đình chị Nguyễn Việt Nga từng sinh sống ở Kiev. Ban đầu, khi nghe tin chiến tranh, cả gia đình do dự không rời đi ngay vì đã coi Ukraine là quê hương thứ hai. Chị kể với RFI như sau. Có một quả tên lửa rơi ngay tại nhà. Nên là lúc đấy là bọn em quyết định đi. Mình còn con nữa, em có một bé 8 tuổi nữa. Thì vì nghĩ cho con thì mình phải đi thôi, mình phải bỏ hết tất cả lại mình đi thôi. Lúc mà bọn em đặt chân sang Ba Lan này thì bọn em không quen biết ai cả. Em mới đăng một cái dòng hiểu một cái họ hỏi hội người Việt Nam ở Ba Lan là bây giờ đoàn nhà em đi sang Ba Lan tầm 20 người như thế mà có trẻ con rồi người già thì mọi người có thể giúp chỗ ở qua đêm để cho bọn em có thể từ bọn em thuê em đi chỗ ở bọn em thuê nhà được không? Thì lúc đấy là có rất nhiều người nhắn vào trong hộp thư cho em là có thể về nhà đón bọn em về nhà ở. Thì em thấy bọn xong rồi lúc mà bọn em còn đang lơ ngơ chưa biết đi đâu về đâu thì có một anh còn lúc ấy cũng muộn rồi mà anh chạy xe ra anh đưa bọn em về tận nhà xong rồi để cho bọn em ở mặc dù không biết em là ai cả. Ngay khi nhận được thông tin sơ tán từ Ukraine và những thông tin tìm kiếm sự trợ giúp như của gia đình chị Việt Nga, nhiều người Việt tại Ba Lan đã thành lập các đội tình nguyện tự phát đề xuất hỗ trợ đồng hương chạy từ Ukraine sang. Trong đó, có nhóm của chị Nguyễn Dung gồm khoảng 20 người. Mọi người tự phân chia công việc theo đội. Một đội có nhiệm vụ ở cửa khẩu để hướng dẫn di dân từ Ukraine sang Ba Lan, phiên dịch, làm thủ tục qua cửa khẩu. Một đội khác phụ trách các chuyến xe không đồng, đón mọi người từ cửa khẩu đưa đến những địa điểm theo yêu cầu. Tập hợp các yêu cầu về chỗ ở, kết nối với những hộ gia đình đề xuất hỗ trợ. Đội tình nguyện đã lập ra một danh sách dài các cơ sở doanh nghiệp đề xuất tuyển lao động di dân Việt từ Ukraine, đính kèm số điện thoại liên lạc. Chị Dung kể rằng có những thành viên trong nhóm vừa chạy xe mấy trăm cây số, đón người từ cửa khẩu về, tranh thủ ngủ rồi lại đi tiếp. Nhiều người tạm ngưng công việc hiện tại, chung tay trợ giúp bà con. Ngoài việc tham gia hỗ trợ đưa đón, gia đình chị Dung có căn nhà rộng hơn 100m² đã không do dự chuyển đổi chỗ ở thành nơi trung chuyển tiếp đón người tị nạn. Hiện gia đình chị đang tiếp đón khoảng 4 gia đình gồm 16 người đến từ Ukraine. Chị cho biết thêm. Như bản thân mình thì mình chỉ nghĩ là cũng là một người đi xa tổ quốc rất là lâu rồi. Tức là mình tha hương thì mình rất là thương những người mà người ta xa tổ quốc, người ta đến một nơi rất là xa lạ, người ta không hề biết tiếng. Rất là lo sợ, ta để lại tất cả tài sản của người ta để người ta chạy trốn, người ta chỉ cứu lấy cái mạng của người ta thôi. Thì lúc này người ta không còn chỗ nào bầu víu nữa thì mình nghĩ là chúng mình tức là đang có một cái điều kiện tốt hơn thì chúng mình sẽ giang tay ra và là đưa bàn tay để cho các bạn ấy nắm lại như là cùng là người Việt. Tại Vaxava, một trong những nơi tập trung kiều bào Việt Nam đông nhất tại Ba Lan, không chỉ có các hộ gia đình nhỏ lẻ tiếp nhận đồng hương di tản mà các tổ chức đoàn thể cũng tham gia. Hai công ty thực phẩm châu Á lớn nhất do người Việt quản lý, đó là Asia Food và Pitaya Kushnia, đã tận dụng nhà kho và các gian văn phòng thành địa điểm tiếp đón người tị nạn. Chủ doanh nghiệp Pitaya Kushnia là vợ chồng chị Nga và anh Lâm. Khi hai vợ chồng nghe tin có người tị nạn cần trợ giúp, ngay lập tức đã điều động xe đi đón, chuyển đổi khu văn phòng vừa thi công xong, chuẩn bị đưa vào sử dụng của công ty, bố trí thành chỗ ở cho khoảng 50 người. Như đêm hôm qua thì cũng có 9 người, là có bao gồm cả trẻ con và người lớn thì họ cũng đã gọi điện cho mình vào đêm và xin là có thể ở được ở đây hay không. Thì mình rất sẵn sàng, bởi vì còn chỗ thì mình rất là sẵn sàng để cho mọi người ở. Đấy thì và
Người ở cũng khó và người đi cũng sẽ có, bởi vì là người ta đi vì người ta có người nhà ở dưới tỉnh chẳng hạn, và cũng có những người mà bọn mình có giới thiệu công ăn việc làm cho ấy, thì họ được người những cái người mà người ta đón đi. Không, mình cũng không biết là chính xác là bao lâu, nhưng mà mình nghĩ là cái chiến tranh này thì nó sẽ bị bất ổn trong vòng 1-2 tháng thôi. Theo mình là chiến tranh ở thời xưa thì có thể, nhưng mà chiến tranh thời này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ chỉ cầm cự đến khoảng chừng thời gian max là 1 tháng. Và nếu như mà họ còn tiếp tục chiến tranh, tại vì khi họ dùng nổ súng rồi thì lúc đấy người dân sẽ bình yên, hoặc là Nga thua hoặc là U thua, thì lúc đấy là dân sẽ ổn rồi, thì dân họ cũng sẽ không di cư nữa. Và hai nữa là những cái người đã di tản sang đây rồi thì trong vòng 1-2 tuần thì bọn mình cũng có thể là hỗ trợ và giúp họ được cái công ăn việc làm ấy. Mình nghĩ là cái đấy nó sẽ không lâu dài, nó chỉ rơi vào trong khoảng chừng 1 vài tháng, và vợ chồng mình có thể giúp được. Tại chùa Nhân Hòa nằm ở ngoại ô thủ đô Warsaw của Ba Lan, kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, có lẽ lâu lắm rồi, nhà chùa chưa tiếp đón nhiều người đến như vậy. Các tấm đệm vốn được dùng để trải trong chánh điện, dùng cho sinh hoạt tâm linh, thì nay được dùng làm đệm cho di dân Việt từ Ukraine sang. Kể từ hơn 1 tuần qua, chùa Nhân Hòa là một trong những nơi tiếp đón nhiều người tị nạn lớn nhất tại Warsaw. Từ ngày 1 tháng 3, chùa đã tiếp đón lượt người đầu tiên. Sư trụ trì Thích Trung Đạt cho biết, chùa đã tiếp đón khoảng hơn 1.000 lượt người đến rồi lại đi. Nhà chùa cho biết, những người này chờ tạm 1-2 ngày rồi sau đó di chuyển đến các nước có người thân hoặc các nước như Đức, Thụy Điển và Na Uy. Hiện có khoảng 200 người vẫn đang lưu trú tại chùa. Thầy Thích Trung Đạt chia sẻ với RFI như sau. Có câu thơ đấy, mái chùa che chở hồn dân tộc mà. Cho nên hiện tại là chùa thầy chưa từ chối bất cứ ai tới chùa. Nên bà con mà đã về tới chùa rồi, tới cổng rồi mà là thầy được nhận hết. Chưa từ chối bất cứ một trường hợp nào. Cảnh mà đầu tiên mà thầy nói thật, một đêm bên sáng thầy bước ra khỏi phòng thì thầy thấy là mọi người lúc đó vừa tới là rất đông, đoàn đấy là cả 100 người vào, thầy nói chết rồi, cả 100 người này rồi không biết sắp xếp làm sao đây, thầy nghĩ là thất thủ rồi, nên nói thôi bây giờ là ở trên sắp hết lên trên, còn dư thì cho xuống dưới chánh điện luôn, tầng đường chánh điện để làm cái nơi để bà con nghỉ ngơi. Cho nên sẽ tạm dừng hết các cái phần về tâm linh ở chùa là tụng kinh bái sám, và sẽ dừng cái phần nghi lễ lại để mà yểm dẫn cho bà con với cái chỗ ngủ trước cái đã. Nhóm thiện nguyện của chị Dung cũng tham gia hỗ trợ chùa Nhân Hòa trong việc tiếp đón người tị nạn qua việc kêu gọi quyên góp thực phẩm, chăn đệm cùng những nhu yếu phẩm khác. Chùa Nhân Hòa cũng lập đội xe taxi không đồng, những người có kỹ năng phụ trách chăm sóc y tế, một đội chịu trách nhiệm định hướng cho di dân Ukraine phụ giúp mua vé tàu nếu muốn đi sang một đất nước khác hoặc quay trở về Việt Nam. Thầy Thích Trung Đạt cho biết, hành động tương trợ trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan không phải là điều gì mới mẻ. Từ lâu nay, bất cứ ai có khó khăn gì về mặt giấy tờ, tài chính hay công việc, chỉ cần lên tiếng là đều nhận được phản hồi từ cộng đồng. Trong đợt dịch COVID-19 vừa rồi, cộng đồng người Việt tại Ba Lan thực hiện may khẩu trang và viện trợ một số dụng cụ bảo hộ y tế cho các bệnh viện. Nhiều đợt quyên góp, hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em tại một số nơi tại Việt Nam. Theo Liên Hiệp Quốc, trong vòng chưa đầy 10 ngày, khoảng 1,7 triệu người đã rời khỏi Ukraine. Đây được xem là cuộc khủng hoảng di dân với tốc độ nhanh chóng nhất xảy ra từ sau đệ nhị thế chiến. Ba Lan là quốc gia tiếp đón người tị nạn lớn nhất do có đường biên giới dài tiếp giáp với Ukraine. Riêng ngày thứ Hai, ngày 7 tháng 3, 141.500 người đã đi qua biên giới từ Ukraine sang Ba Lan. Những người tị nạn chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Để hỗ trợ hàng trăm nghìn người tị nạn đến và sống ở Ba Lan, chính phủ Ba Lan đã thông qua một dự thảo luật hôm 7 tháng 3. Theo đó, cho phép đàn ông và phụ nữ Ukraine có thể lưu trú 18 tháng trên lãnh thổ Ba Lan, được tự do sinh sống và làm việc. Nếu mong muốn, những người này có thể gia hạn thêm 18 tháng. Di dân từ Ukraine có thể được tiếp cận các dịch vụ y tế cũng như giáo dục. Trang mạng của Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, tất cả những người tị nạn từ chiến tranh Ukraine không cần phải thông qua cơ quan nhập cảnh và có thể cư trú tạm thời trên lãnh thổ Ba Lan mà không đưa ra thông tin cụ thể. Phía Liên hiệp châu Âu cũng đưa ra lệnh cấp quy chế bảo hộ tạm thời cho người tị nạn Ukraine hôm 4 tháng 3 vừa qua. Về phía chính phủ Việt Nam, hãng hàng không quốc tế Vietnam Airlines phối hợp với cơ quan ngoại giao tổ chức chuyến bay giải cứu đưa người Việt từ Ukraine về nước. Chuyến bay đầu tiên xuất phát từ Romania hạ cánh tại Hà Nội hôm 8 tháng 3. Chuyến bay thứ hai xuất phát từ Warsaw, dự kiến chở 270 công dân Việt Nam, xuất phát vào ngày 9 tháng 3.